3 lợi ích không thể bỏ qua của saffron dành cho nội tiết tố nữ. Các bạn hãy cùng xem hết video này nhé. Hello, xin chào các bạn. Rất là nhiều các bạn nữ tìm đến mình và nhờ mình tư vấn về saffron. Thì hầu hết các bạn đều có một cái vấn đề chung là về nội tiết tố nữ. Thì việc rối loạn nội tiết tố nữ gây ra rất là nhiều những cái tình trạng xấu cho sức khỏe, như là bị mụn nội tiết hoặc là bị rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh và rất là nhiều hệ lụy khác do nội tiết tố gây ra. Và saffron thì từ lâu đã được xem là một loại thảo dược rất là tốt đối với sức khỏe và sắc đẹp của chị em phụ nữ, chính là nhờ vào công dụng điều hòa nội tiết tố. Vì vậy trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái tác dụng của saffron trong việc điều hòa nội tiết tố nữ nha. Thứ nhất là saffron giúp cân bằng lượng estrogen và progesterone. Đây là hai hormone nội tiết tố quan trọng nhất ở nữ giới, giúp chúng điều tiết và kiểm soát nhiều chức năng trong cơ thể của người phụ nữ. Những hoạt chất chống oxy hóa có trong saffron được xem là có tác động tích cực tới đồng thời cả hai loại hormone này, từ đó giúp điều hòa và bình ổn nội tiết tố nữ. Thứ hai, saffron giúp làm giảm căng thẳng, mệt mỏi và giúp chúng ta ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc chính là cách tự nhiên để cân bằng nội tiết tố tốt nhất. Thiếu ngủ có thể gây ra sự mất cân bằng hormone trong cơ thể. Dùng saffron đều đặn sẽ giúp làm giảm căng thẳng, mệt mỏi, dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu giấc hơn, tạo điều kiện tốt nhất cho sự hoạt động ổn định của các hormone nội tiết. Thứ ba, saffron giúp cải thiện lưu thông máu ở vùng xương chậu. Muốn giữ cho hormone cân bằng thì tuần hoàn vùng xương chậu là điều cần thiết. Vùng xương chậu rất cần để được cải thiện, giúp lưu thông máu hoạt động tốt hơn. Các hoạt chất và nhóm vitamin trong saffron được chứng minh lâm sàng là có khả năng bồi bổ cơ thể, tốt cho khí huyết. Thay vì uống nước lọc mỗi ngày thì các bạn chỉ cần thả thêm vài sợi saffron vào là đã có thể mang lại rất là nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe rồi. Và các chị em hãy nên thực hiện uống saffron đều đặn mỗi ngày nhé. Cách dùng saffron như thế nào thì mình có chia sẻ ở video này, các bạn có thể tham khảo ở đường link cuối video nhé. Và nếu các chị em chúng ta vẫn chưa tìm mua được các sản phẩm saffron uy tín chất lượng thì hãy inbox ngay cho mình nhé. Địa chỉ và thông tin liên lạc thì mình có để ở phần mô tả bên dưới. Và nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi thắc mắc gì về saffron thì cứ để lại những cái câu hỏi ở phần bình luận. Mình sẽ cố gắng để giải đáp hết tất cả những cái thắc mắc của mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà các bạn yêu thích video của mình thì đừng quên nhấn vào nút like, share và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cho những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.